mà mình phải chia sẻ thật với các bác này, là cái nứt răng này nó là cái lỗi rất là nhỏ trong anh em chuyên vô thôi, nó là lỗi nhỏ và nên tôi nghĩ là nó không ảnh hưởng quá nhiều đến chất lượng của cái sản phẩm độc tập. Và cái nứt răng này thì có thể xử lý được bằng cách là mình để nó trong môi trường mát là một, thứ hai nữa là mình lót kỹ vào các bác ạ, lót nhiều lớp vào. Nếu mà các bác chơi với dòng thực sự là tiết kiệm tiền, tức là mình chơi với dòng gỗ giá rẻ, thì đây là một cái loại gỗ mà Sơn nói tới rất nhiều lần rồi, nhưng mà có vẻ các bác nhiều bác cũng tin hay sao ấy. Nhưng thực sự là nó là dòng rất ngon. Nếu mà bác nào mà làm xưởng thì mình nghĩ là sẽ nắm rõ được cái chuyện này. Đấy, cái dòng này nếu mà so về các cái dòng gần như là nói về các thân khúc giá rẻ là gỗ tạp thì nó là dòng gần như là ngon nhất, nó ngon nhất. Và nó gặp, nhưng mà nó gặp cái vấn đề này là nó gặp chia sẻ các bạn này, nứt răm đấy các bạn này, nó thường xuyên bị những cái đường nứt răm này. Nhưng mà đây thực sự là một cái lỗi nhỏ của vấn đề về chơi gỗ thôi, còn đa số các loại gỗ thì đều bị như này, chỉ có số ít phải nghĩ rằng gần như không có loại nào như thế này cả. Có điều là hôm nay nứt này hơi nhiều tí, còn tất cả những vấn đề khác thì nó khá ngon các bạn. Nó gỗ cứng, nó cứng này, cái thằng vát của nó cũng ít bị mỏi, vát của nó cũng ít bị mỏi. Các bạn nhìn thấy, để như thế, nếu mà những cái khúc như này mà bằng cái loại gỗ khác, một là nó mục ra rồi, hai là nó mọt. Nhưng mà các bác, đố các bác tìm được cái lỗ mọt nào ở cái cây gỗ opal này luôn. Tôi đã từng làm cái gỗ này cách đây khoảng 1 năm rồi. Đấy, cái thằng này và hồi đấy thì chưa vẫn luôn hỏi câu hỏi là tại sao mà nó lại cứng thế, tại sao mà giáp của nó cũng không mọt mấy, tại sao lại bán giá rẻ, không hiểu thật đúng không ạ, chẳng hiểu vì sao này. Nhưng mà có vẻ như là do cái tên nó là tên Lim, các bạn Lim thì ở trong, các bác ở trong miền Tây và các bác ở trong Sài Gòn các bạn cũng thích chơi Lim, ở thành phố ngoài Bắc chơi Lim các bạn. Và mình cũng tưởng là cái lỗ nứt răm này, thấy nhiều người nhắc đến cái lỗ nứt răm này, lỗ này nó là lỗ nhỏ có bạn đấy, nên là nó thật luôn. Nếu mà bác nào mà chơi gỗ mà giá vừa tầm thì thực sự đây nó là lựa chọn rất là ok. Đó, bây giờ cho nên dẫn các bác đi vào trong này xem mấy bộ mà anh em ở trong này đang làm. Có những đường vân nó khá là nổi các bác nhá, đặc biệt là cái chất gỗ và chất vàng rất là sáng luôn, rất là sáng. Lim xanh thì nó không có màu đẹp như này, đúng không ạ? Lim xanh thì nó không ra được những các bạn màu đẹp như này. Còn như Oka này thì nó có màu sáng, vân nhiều. Ở trong này thì nó có một lỗ, cái chất gỗ này nó vân đẳng cấp luôn các bạn. Vân là cũng còn vào nhau luôn. Nhưng mà đa số là những cái bộ đẹp này thì chỉ có bác nào mà nhanh tay thôi, chứ còn hàng này là đa số là mua rất là nhanh các bác ạ. Gần như có cái hàng là rất là nhanh, bộ này rộng 1m8, rộng 1m8 và dài nó là 2m8 các bác ạ. Một bộ như này thông thường thì nó đâu đấy chỉ khoảng 55-65 triệu thôi, và nếu mà có đẹp như này có thể như chưa tính cân, nếu mà tính cân thì trên khoảng 1 triệu các bác ạ. Nếu mà bác lấy chân bằng gỗ này luôn thì nó sẽ cao hơn, còn nếu mà bác muốn rẻ thì các bác lấy chân bằng gỗ khác thì anh em tận dụng lại thì sẽ được rẻ hơn. Nhưng mà mình phải chia sẻ thật với các bác ấy, là cái nứt răm này nó là cái lỗi rất là nhỏ trong anh em chơi gỗ luôn, nó là lỗi nhỏ và nên tôi nghĩ là nó không ảnh hưởng quá nhiều đến chất lượng của cái sản phẩm tấm tập. Và cái nứt răm này thì có thể xử lý được bằng cách là mình để nó ở trong môi trường mát là một, thứ hai nữa là mình lót kỹ vào các bạn ạ, lót nhiều lớp vào. Và cái lót này thì nó có thể bảo vệ được, bảo vệ được cái việc nứt răng khá là nhiều. Chơi thì có cái người anh em bạn ấy tên là Hoàn, Hoàn từ Vô Thế Hoàn ở dưới Quy Nhơn các bạn, thì chuyên làm mấy cái dòng này, và có những cái bộ sản phẩm mà khách hàng dùng đâu đấy 5-6 năm sau đó thì gửi lại để làm lại một lần nó đẹp ấy, thì bào ra trà ra nó vẫn ok, nó còn chẳng có vấn đề đúng không ạ. Đấy, thế thì nếu mà các bác chơi những cái dòng giá rẻ các bác nên cân đối cái dòng Oka này, màu sáng hơn các bác nhé, nó hơn rất là nhiều các cái dòng khác thì các bác có thể cân đối nhá. Đấy, thì video của Sơn thì chia sẻ các bác ngắn ngắn như thế để các bác hình dung và
biết thêm một cái dòng nữa này, bởi vì lâu nay thì tôi cũng ít xẻ cái dòng này. Đấy, thì đó có thể cân đối, và nếu mà các bác có ý kiến của mình ấy, có nhiều bác thì cho rằng cái dòng này nó không ngon, và nhiều anh em thì bảo rằng cái dòng này nó không ngon ở đây cũng thì cũng không sao các bác.